ra khỏi nhà. Hôm nay là Thẩm mỹ viện Việt Đức có buổi phỏng vấn trực tiếp với bạn Giang. Bạn ấy đã điều trị sẹo bên mình được 2 buổi rồi và hôm nay bạn ấy đến thẩm mỹ viện để điều trị buổi thứ 3. Thì là mình có một cuộc phỏng vấn trực tiếp với bạn nhé. Chào Giang, thì không biết là khi sau 2 buổi điều trị sẹo bên mình thì bạn cảm thấy như thế nào về dịch vụ này? Hiện tại thì sau khi điều trị 2 buổi ở đây mình cảm thấy là da mặt mình được cải thiện rất nhiều, cải thiện được khoảng 80-90% rồi. Hiện tại thì có thể tự tin đi ra đường. Bạn có hài lòng với dịch vụ này không ạ? Rất hài lòng. Bạn cảm thấy là nhân viên ở đây đối với bạn như thế nào? Nhân viên ở đây theo mình thấy thì rất nhiệt tình và thoải mái, tư vấn rất đầy đủ. Các bạn, đây là tình trạng của Giang trước khi đến thẩm mỹ viện nhé. Hai bên má, trước khi đến thẩm mỹ viện thì hai bên má của Giang rất là nhiều mụn sẹo và nó có tình trạng là sần và đỏ lên rất là nhiều, xuất hiện rất là nhiều cái tình trạng thâm nhé, và sắc tố da nó không đồng đều. Các bạn xem lại cái kết quả sau đây, là sau kết quả sau 2 buổi điều trị mụn sẹo của Giang đối với công nghệ laser CO2. Sắc tố da của Giang từng đá lên cái chán và mũi cái cằm nó rất là đồng đều màu da. Những cái sẹo thâm đỏ bây giờ nó là không còn nữa. Hầu hết là nó cải thiện được 80-90% đấy. Chỉ mới 2 buổi thôi thì kết quả nó đã được cải thiện rất là nhiều. Sắc tố da đồng đều rõ rệt hơn. Đây là hình ảnh trước và hình ảnh thực tại của Giang nhé. Các bạn nhìn kỹ lại nhé. Lỗ chân lông to, những tình trạng thâm ở những cái vùng này đây rất là rõ rệt luôn. Trên trán của Giang thì trước đỏ và bây giờ nó rất là màu da rất là đồng đều và chấm dứt cái tình trạng viêm da và đỏ da do mụn nặng để lại. Đây là hình ảnh bên má phải của Giang nhé. Các bạn nhìn thấy những cái mụn viêm của Giang bây giờ nó đã không còn. Những cái thâm của sẹo đã được cải thiện rất là nhiều. Bề mặt da nó đã được láng và mịn hơn, sắc tố da đồng đều hơn. Bạn ấy như có ai đang quan tâm đến dịch vụ điều trị mụn sẹo bên mình thì là cũng là một cái ưu đãi đặc biệt nhé. Để lại những cái sẹo vỡ bên mình là rất là mất tính thẩm mỹ đấy. Địa chỉ của bên mình là 68 Minh Thẩm Mỹ Viện Việt Đức, số hotline 0943211929 nhé.